Chào các bạn. Thì đối với củ hoa thực dược, nó có rất nhiều cách bảo quản để chúng ta giữ giống. Ở trong đó có cái cách bảo quản ngắn ngày, đó là cái cách như mình đang làm đây các bạn này. Trời vừa mưa rất là to các bạn ạ. Thì đối với củ thực dược khi chúng ta đào lên, chúng ta có thể để ngoài trời khoảng độ 15 đến 20 ngày không vấn đề gì các bạn nhé. Các bạn để ngoài trời, các bạn đậy cho mình. Đây là những cái hộp cắt tông này các bạn này, lúc nắng là mình đậy cái này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ mở cho các bạn xem. Nắng là mình đậy cái hộp cắt tông này, và phía dưới này mình có để một ít lưới đây các bạn này. Đấy, những cái củ hôm trước mình cuốc đây các bạn này, mới cuốc thời gian vừa rồi thì mình vẫn để đây, mình chưa trồng hết thì cứ để đây, mưa nắng nó cũng không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Nhưng mà chúng ta phải che, chúng ta phải che cái củ hoa thực dược này lại, đừng để nắng nhiều ngày. Và hàng ngày chúng ta kiểm tra, nếu mà nó bị khô thì chúng ta kịp thời chúng ta bơm nước vào để chúng ta làm tươi cái củ hoa thực dược trở lại. Để thế này thì những cái củ nó mọc mầm rất là nhanh các bạn. Đấy, chúng ta để như này nó mọc mầm rất là nhanh. Thì hàng ngày mình vẫn cứ che đậy, và hàng ngày mình vẫn kiểm tra, nếu mà nó khô thì mình tưới nước, mình bổ sung cho nó luôn ẩm. Thì đối với những cái chùm mà nó không bị thối thì nó sẽ không thối các bạn nhé. Còn những cái chùm nào mà nó đã có một vài củ nó bị thối rồi thì trong quá trình để thì kiểu gì nó vẫn bị thối các bạn ạ. Như củ này đang bị thối đây các bạn này. Thì những củ thối thì chúng ta vặt bỏ đi, chúng ta vặt bỏ đi, chúng ta không nên để. Đấy, những cái củ đào lên thì trong quá trình đào lên nó đã bị thối sẵn rồi. Đây là mình để chỗ này là không có mái che, nó không có tán cây. Nếu mà chúng ta đào lên chúng ta để với khu vực có tán cây, nó che mát thì càng tốt các bạn nhé. Hàng ngày thì chúng ta chỉ cần tưới ẩm thôi, tưới ẩm cho nó, cung cấp độ ẩm cho nó là cái củ hoa thực dược nó cứ tươi là nó lên được thôi. Chứ nếu để khô thì nó sẽ khô hết mầm các bạn nhé, nó khô hết mầm. Đây là của mình, tí nữa thì mình lại phải tưới các bạn ạ. Vừa rồi nó mưa trận to quá, nhưng mà mình không ra, mình bỏ cái bìa cắt tông ra được nên là nó vẫn bị khô. Khả năng là lát nữa nó lại có mưa. Mưa thì mình sẽ lột hết cái bìa cắt tông ra và mình cứ để như này. Nhưng mà củ được làm ướt thì nó sẽ kích thích cái mầm này mọc rất là nhanh các bạn. Mầm và rễ phát triển rất là nhanh. Những cái video trước thì mình cũng chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta để ngoài trời rồi. Thì đối với mùa này thì củ thực dược nó đang là cái mùa hồi sinh, nên là mầm nó phát triển rất là nhiều các bạn. Khi mà thời tiết mà nó cứ có mưa hoặc chúng ta tưới ẩm, chúng ta che được thì những cái mầm nó phát triển rất là mạnh này các bạn này. Đấy, nó phát triển rất là mạnh. Một chùm này nó lên rất là nhiều cây cho các bạn nhé. Những chùm này mình trồng thì sống 100% luôn. Chẳng chúng ta lại phải đảo đi, đảo đi để chúng ta xem những cái chùm nào nếu mà nó bị thối thì chúng ta loại bỏ đi. Tất nhiên trong quá trình bảo quản nó vẫn thối, nhưng tỷ lệ thối nó sẽ không cao các bạn nhé. Đấy, nó cứ ẩm ướt như này thì nó rất là đẹp các bạn này. Nó cứ ẩm ướt như này, cả đất như này nó rất là đẹp này. Mà nếu mà chúng ta không tưới được ẩm thì nó sẽ teo tóp hết cái củ đi. Trong quá trình trồng là mầm nó mọc sẽ kém. Còn đây là bảo quản thời gian ngắn, chúng ta bảo quản khoảng độ 15 đến 20 ngày. Ta cứ để như này, để như này, hàng ngày chúng ta tưới nước, chúng ta dùng cái lưới đen này hoặc là rơm dạ, chúng ta đậy qua một lượt ở trên này để chúng ta tránh cái nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Thì khi cái củ hoa thực dược nó được cung cấp độ ẩm, nó không bị nắng chiếu trực tiếp là nó sẽ ra mầm rất là nhanh và ra rễ cũng rất là nhanh. Trong khi chúng ta mà để bảo quản ở trong nhà mái tre mà chúng ta không tưới ẩm thì cái củ hoa thực dược chúng ta nó teo tóp rất là nhanh. Đây, như chùm này các bạn này, nhìn này, rất là nhiều mầm nha. Đấy, chùm này thì mình cũng vừa mới cuốc đợt vừa rồi các bạn này. Mầm rất là khỏe các bạn. Chúng ta để đây, xong khi chúng ta trồng thì chúng ta chọn những cái chùm nó có mầm đồng đều thì chúng ta trồng.
thì cây nó sẽ phát triển đều hơn. Còn những cái chùm nào mà nó chưa có mầm thì chúng ta lại để chúng ta ủ vào một thời gian thì nó ra mầm, thì chúng ta trồng thì nó sẽ đồng đều hơn, thay vì chúng ta cuốc lên cái là chúng ta di chuyển chúng ta đem đi trồng ngay. Chúng ta cứ để mầm như thế này các bạn này. Đấy, xong các bạn đem đi trồng là rất đảm bảo. Mầm rất là nhiều các bạn này. Củ hoa này trồng đảm bảo 100% các bạn. Bây giờ mình cứ để đây, lát nữa nó có mưa thì nó sẽ làm cho những cái chùm nó sẽ ẩm. Nó sẽ ẩm trở lại và nó sẽ có mầm. Củ này mình để đây để mình đóng hàng cho khách các bạn. Hàng ngày mình vẫn lấy để mình đóng hàng cho khách mình gửi đi. Lúc này mình cũng không trồng nữa các bạn. Trồng đủ rồi. Còn đây là mình để đây. Hàng ngày ai đặt hàng thì mình lại ra mình chọn những cái chùm đẹp, chùm có mầm này. Mình đóng hàng mình gửi đi các bạn. Đây là màu cam thôi, chứ còn những cái màu khác thì mình hết rồi các bạn. Còn duy nhất một màu cam thôi. Màu cam này thì hoa rất là to, hoa rất đẹp. Màu sắc coi như là rất là đẹp và cây rất là khỏe. Trồng ít khi nó bị thối củ đó các bạn. Đây một củ CT này nó cũng lên mầm này các bạn này. Bây giờ mình cứ để đây. Mình để cái lưới lên các bạn. Nó mưa nó ẩm các bạn. Cho những cái củ mà nó khô nó lại ẩm ướt trở lại. Thì lúc này mà để khô thì 1-2 hôm là nó sẽ teo tóp hết các bạn. Những cái mầm nó lại teo lại. Mưa nhiều ngày thì các bạn che vào cho mình. Che vào cho mình. Như lúc nào các bạn phải giữ cái độ ẩm của cái củ hoa được dược nó ẩm ướt. Còn khi trời nắng thì các bạn dùng những cái bìa cắt tông các bạn che cho mình. Còn nếu các bạn có cái tán cây, chỗ nào có bóng mát thì các bạn để vào càng tốt. Hoặc là có chỗ nào có mái che thì các bạn để vào. Nhưng mà hàng ngày các bạn kiểm tra độ ẩm và các bạn cung cấp độ ẩm cho nó. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh. Và nhấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.